Tác dụng thần thánh của serum là nó sẽ giúp nâng cơ trẻ hóa làn da chúng ta, giúp làm trắng sáng da, giúp làm đều màu da, giúp làm cấp ẩm cho làn da chúng ta, tăng bóng mịn màng. Tuy nhiên, chị em chúng ta sử dụng sai bước serum nó cũng không đạt cái hiệu quả. Trong video ngày hôm nay thì Thùy Trang xin chia sẻ với tất cả các bạn năm cái nguyên nhân mà chúng ta sử dụng serum không đạt hiệu quả. Nguyên nhân thứ nhất ở đây đó là các chị em chúng ta sử dụng sai bước serum. Trước bước hoa hồng và sau bước sữa dưỡng, chúng ta sử dụng trước bước hoa hồng thì nước hoa hồng nó có cái tác dụng là thu nhỏ lỗ chân lông, cân bằng độ pH và nó là bước dẫn đường cho các bước dưỡng da tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta lại sử dụng sau bước hoa hồng thì không có cái bước dẫn đường, nó không có cái khả năng thẩm thấu tối ưu nhất. Và nếu chị em chúng ta sử dụng sau bước sữa dưỡng thì sữa dưỡng nó có cái tác dụng là quá ẩm cho làn da chúng ta sau khi sử dụng serum và nước hoa hồng, thì da chúng ta đã được quá ẩm rồi thì chúng ta sử dụng serum nó không có cái khả năng thẩm thấu vào tầng da và tầng da của chúng ta và nó không đạt hiệu quả nhé. Cái lý do thứ hai ở đây đó là sau khi sử dụng serum thì các chị em không sử dụng sữa dưỡng. Serum thì nó có cái tính chất là lỏng, dễ bay hơi nên chúng ta không sử dụng sữa dưỡng thì nó không có cái bước quá ẩm nên khi đó thì nó sẽ bị bay hơi một phần đi và da chúng ta không thể hấp thụ hết những cái tính chất tuyệt vời này. Thứ ba ở đây đó là các chị em chúng ta thoa không đều serum, ngày bôi, ngày không, rồi tiêu chuẩn của serum là chúng ta một ngày chúng ta sẽ bôi 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Tuy nhiên, các bạn đang ngày bôi ngày không hoặc là buổi sáng bôi buổi tối các bạn không bôi thì nó cũng không đạt cái hiệu quả tối ưu nhất. Cái thứ tư ở đây đó chính là các bạn chúng ta bôi không đủ cái lượng serum. Khi chúng ta bôi đủ cái lượng serum thì da chúng ta nó mới mới có khả năng da chúng ta mới hấp thụ và mới đạt cái hiệu quả. Thì tiêu chuẩn ở đây là chúng ta sử dụng tầm bằng một hạt đậu thì sẽ đủ cho khuôn mặt của chúng ta. Nếu chúng ta dư cả phần cổ thì chúng ta thêm một hạt đậu nữa nhé. Cái lý do thứ năm ở đây đó chính là các chị em đang chọn sai serum. Đối với da khô thì chúng ta nên chọn những cái dòng serum có cái tác dụng là dưỡng ẩm phải không ạ? Chúng ta nên sử dụng những cái serum có chứa nhiều vitamin C. Nhưng nếu chị em da khô mà chúng ta lại chọn những dòng serum cho da mụn thì nó không đạt cái hiệu quả tối ưu nhất các chị em nhé. Chúc các bạn có những kiến thức về khi thoa serum và tôi là Thùy Trang chuyên gia chăm sóc da tại nhà luôn đồng hành.